Tenzing Hillary, một trong những sân bay nguy hiểm nhất trên thế giới, nằm ở quốc gia nào? Trung Quốc, Nepal, Pháp hay là Ấn Độ? Xin mời bạn. Thường em có thể dùng là chắc là sân bay này nó không phải là nằm trên mặt đất như bình thường. Em nghĩ thế. Nó phải là trên không trung hoặc là kiểu nó là đảo nhân tạo hoặc là như thế nào đó thì nó là nguy hiểm nhất. Rồi. Thế với bốn quốc gia này thì sân bay này sẽ nằm ở đâu? Về cái tên là Tenzing Hillary thì nhiều khả năng thì nó sẽ là về từ vựng ấy. Thì em đoán là nó sẽ phải là Nepal hoặc Ấn Độ. Vì từ Nepal này nó, hoặc Ấn Độ. Thì từ này thường là nó sẽ liên quan đến những cái nước mà có ngôn ngữ kiểu chữ Phạn. Tenzing thì nó sẽ thường gợi ý cho em đến nước, đến theo kiểu gọi là hơi một chút quả thật giáo Tây Tạng, nghe kiểu hơi là chữ Tạng và Phạn một chút, nhưng mà thiếu dòng sau này thì em thường nghe hơi nghiêng và là Nepal hơn. Em xin tôi còn sự trợ giúp là 50-50 ạ. 50-50. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác ạ. Rồi, còn lại Trung Quốc hoặc là Nepal. Bây giờ đến 75% rồi ạ. 75%. Rồi em sẽ chọn đáp án của em là B, Nepal ạ. B, Nepal. Và phương án B là một phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Ôi. Vâng. Mà trực giác thì cũng đúng. Vâng, đấy, trực giác của bạn đúng. Ngay khi bạn phân tích về cái sự tại sao lại nguy hiểm, tôi nghĩ là bạn đã đi đúng hướng khi bạn phân tích như vậy. Sân bay này mang tên hai người đầu tiên lên đến đỉnh Everest là Tenzing Norgay và Sir Edmund Hillary. À, thì ra là thế. Địa hình hiểm trở, không khí loãng, thời tiết khắc nghiệt, đường băng ngắn và dốc là những thách thức để hạ cánh ở sân bay này. Mọi thứ nguy hiểm cho cất và hạ cánh đều có ở sân bay này. Bạn đã vượt qua câu số 8, phần thưởng của bạn bây giờ là 10 triệu đồng.